Cải Toàn xin chia sẻ vài phương pháp đón các chánh hồn trong phong thủy nhà ở trong cuộc sống đời thường. Những phương pháp này vô cùng đơn giản, giúp gia đạo an ổn, công việc thanh thông. Chào các bạn trở lại với Cải Toàn. Làm thế nào để nhận biết một ngôi nhà có vượng khí hay không, đón những điều tốt lành, giúp cho gia đạo thuận hòa vui vẻ cùng nhau, và đặc biệt không có vong linh, giảm trừ oan gia trái chủ trong nhà. Dù bạn là ai cũng không mong muốn sống trong một ngôi nhà hung, đặc biệt một ngôi nhà có vong linh. Cõi ta sống là cõi ba chiều, vũ trụ ta sống là chỉ là một trong đa vũ trụ. Những gì khoa học chứng minh khá hạn hẹp so với những gì Đức Phật đã thuyết giảng. Khoa học chỉ thấy được một số dải ánh sáng rất nhất định, vượt qua thì không thể nhìn thấy. Mắt người rất giới hạn về ánh sáng ở vùng hổ quang, thấp hơn hoặc vượt quá ngưỡng sẽ không thấy. Ngoài cõi ta bà này còn hằng hà cõi khác nữa. Giả dụ xung quanh ta có rất nhiều loại sóng, sóng điện thoại, wifi, hồng ngoại, tiện ích, ta không thể nào thấy bằng mắt thường. Chẳng may bị người cõi âm quấy nhiễu, đừng sợ hãi. Có thể họ nhắc nhở bạn, có thể họ cầu cứu bạn, có thể họ là oan gia trái chủ của bạn. Dù bất kỳ trường hợp nào, hỏa hiệp là một phương pháp luôn mang lại hiệu quả tốt lành. Hải Toàn xin đề cập chi tiết ở một bài khác. Không khó để nhận biết một ngôi nhà có vong linh, có những hiện tượng bất thường hay không. Những hiện tượng lạ này nếu xảy ra, ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của ta. Cải Toàn xin chia sẻ vài phương pháp đón các chánh hồn trong phong thủy nhà ở trong cuộc sống đời thường. Những phương pháp này vô cùng đơn giản, giúp gia đạo an ổn, công việc thanh thông. Đón các chánh hồn, các là tốt lành, hung là không tốt lành, hung họa. Phương pháp chỉ là phương pháp nếu các bạn không tự nỗ lực cải biến tâm tánh. Vì chính ý niệm tạo thành lời nói, tạo thành hành vi, chính con người sản sinh năng lượng suy hay năng lượng vượng cho mảnh đất của mình, cho chính ngôi nhà mình sống. Những sắp xếp đồ vật theo phong thủy chỉ là phương tiện. Nếu thiếu tâm thiện lành, thiếu lời nói thiện lành thì những bài trí về phong thủy chỉ là vô nghĩa. Giống như bạn có một quyển sách hay mà lại không chú tâm đọc nó. Không chỉ những ngôi nhà mới vào ở, ngay cả những ngôi nhà ở lâu năm vẫn có khả năng tồn tại của linh giới. Do những đồ vật ta mang về mà không rõ nguồn gốc, và do cả vận khí ta suy, do trước đây ta đã tạo nghiệp bất thiện. Bạn cần những chú chó hoặc những đứa trẻ để nhận biết hiện tượng khác thường này trong ngôi nhà của mình hay không. Khi vào một ngôi nhà trống mới mua hoặc thuê, bạn nên mang theo một con chó hoặc là những đứa trẻ, vì những chú chó rất phản ứng mạnh với từ trường xung quanh. Chúng có khứu giác cực nhạy gấp ngàn lần con người. Chúng có một khả năng linh cảm đặc biệt với linh giới. Nếu như ngôi nhà có linh giới, những chú chó nhất định có những hành động rất bất thường, sủa inh ỏi hoặc chạy ra. Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ nên dẫn theo những đứa trẻ, tốt nhất là dưới 8 tuổi, đi vào nhà cùng. Nhãn cầu trẻ nhỏ nhìn được ánh sáng vùng hổ quang rất thấp, tức nhìn được rất nhiều hiện tượng người lớn không thấy. Trẻ nhỏ thường có khả năng rất đặc biệt, có thể phân biệt trong nhà này có linh giới hay không, bởi vì trẻ nhỏ dưới 8 tuổi thiên nhãn chưa khép lại, có thể nhận thấy ánh sáng của vùng hổ quang dưới 380 nanomet. Chúng không chỉ cảm nhận được, thậm chí nhìn thấy được linh giới. Đặc biệt với những trẻ nhỏ dưới 3-4 tuổi, sau khi vào nhà không dừng bế khóc, điều đó có thể thấy trong ngôi nhà có khí âm giới. Tương tự như vậy, khi bạn dắt theo những chú chó, chúng sợ sệt hay sủa inh ỏi trong những ngôi nhà này. Với thầy phong thủy, để nhận biết ngôi nhà có vong linh hay không, phương pháp khá đơn giản. Chỉ cần mở la bàn. Nếu trong ngôi nhà có vong linh, kim la bàn sẽ có những hiện tượng chuyển hướng bất thường, cho thấy trong ngôi nhà xuất hiện từ trường bất thường. Chẳng may vào ở một ngôi nhà có linh giới, chẳng may chẳng thể dọn đi ngay thì phải làm sao?
bạn nên mời thầy chánh pháp đến siêu độ, không nên có ý định mời thầy bất chánh đến trừ tà. Vì hận thù sinh hận thù, từ bi diệt hận thù. Mời thầy đến và chính bản thân bạn cần chí tâm siêu độ. Đây là cơ duyên để bạn tạo ích công đức, vì người cõi dương có cơ hội cho vong linh siêu thoát. Sau một thời gian tầm 49 ngày, lần nữa bạn có thể tự mình tụng kinh khai thị cho vong linh, mong cho họ buông bỏ những nỗi oán giận cũ, siêu thoát về cõi lành. Hành động này làm tan rã, tiêu trừ âm khí trong chính ngôi nhà. Trong phong thủy học có một phương pháp không phải ai cũng biết mà mạnh dạn chia sẻ, chính là tìm ra vị trí gốc ngũ hoàng bay vào. Tại phương vị này đặt một chiếc chuông đồng hoặc một chiếc đồng hồ bằng đồng. Hai vật phẩm này có công năng hóa sát ngũ hoàng và nhị hắc, vốn là hai hung tinh. Ngũ hoàng là vì sao chiêu gọi âm giới. Chẳng may bạn đặt bát hương hoặc nhan hương vào vị trí này, nơi này u ám hoặc ẩm thấp, tạo cơ hội để linh giới tồn tại. Nếu nhà cửa thiếu sinh khí, thiếu tiếng cười, càng dễ dàng cho linh giới phát triển. Lập quẻ nhà theo huyền không phi tinh, bạn sẽ tìm ra phương vị có ngũ hoàng và nhị hắc. Không nên xem thường hai phương vị này, trừ khi vận của bạn đang rất cương vượng và bạn là người đoan chính. Khải Toàn xin nhắc lại, chẳng may nhà có vong linh, phương pháp thỏa hiệp là phương pháp chân thiện. Thỏa hiệp với vong linh bằng bài kinh, bằng sự khai thị, bằng tấm lòng rộng mở của chính bạn, xin họ buông xả oán giận sớm về cõi lành. Trẻ nhỏ và những chú chó nhiều khả năng nhận biết về vong linh, những hiện tượng bất thường trong ngôi nhà. Họ tồn tại trước kia từ người chủ cũ hay từ lý do nào đó. Giả dụ một vật nào đó quý giá của người đã mất, họ chắc vào vật này, họ bám vào vật quý của chính họ. Vì thế cũng không nên sưu tầm đồ cổ, đồ quý không rõ nguồn gốc. Vật càng quý càng xưa càng dễ bị nguyền rủa. Tương tự như thế, những ngôi nhà của những người chủ trước, họ kinh doanh bất thiện hoặc chiêu nạp những người có tâm bất thiện thường xuyên lui tới. Ám khí quá nặng vào mảnh đất này, muốn tiêu trừ từ trường tiêu cực này quả là không dễ, trừ khi xây lại toàn bộ ngôi nhà. Vì một lý do nào đó, trong quá khứ, dù vô tình hay cố ý tạo tác oán giận lên chúng sanh, họ chờ cơ hội đáp trả khi vận khí hoàn suy. Dù sát sanh hay chỉ là một lời bất thiện, rất vô cớ, đều có thể vô tình tạo nghiệp tội. Khi vận hạn của bạn còn đang tốt, họ không có cơ hội đến đòi nợ. Khi gia đạo bạn an hòa, họ cũng không có cơ hội đến gần bạn. Vì vong linh tồn tại trong nhà, một phần do chính từ trường con người đã kém đi. Khoa học ngày nay có thể đo được năng lượng cảm xúc của mỗi người. Người càng hạnh phúc, chỉ số càng cao. Người càng giận dữ hay đau khổ, chỉ số càng kém. Từ trường của con người kém đi vì công việc hay tình cảm thất bại, vì họ không hài lòng với mọi việc, vì họ quá tham cầu, cũng vì chữ tham. Lời nói, hành động đầy sát khí dẫn đến tâm thái luôn bất an, đó là cơ hội cho oan gia trái chủ đến đòi nợ. Không chỉ nợ ở đời này mà cả đời trước, tất cả cũng từ duyên phận, cũng từ nhân quả. Oan gia trái chủ hay vong linh, họ sợ người vượng khí, họ sợ người có từ trường mạnh mẽ, người có tâm định tĩnh. Người thiện, ý niệm thiện, hành động đoan chính là người có được tâm bình khí hòa, sắc diện tươi tốt, phát ra từ trường rất mạnh. Người tâm bình khí hòa, tức khí và huyết hài hòa, vận khí hành thông, oan gia trái chủ hoàn toàn không dám đến gần. Điều này ví như người có tri thức, có chức vị, đi đến đâu, người người đều kính nể, thậm chí có sai sót, họ cũng được dung di cho qua. Nhưng khi hết chức, hết danh đi là cơ hội cho những người ganh ghét xưa kia đến trả thù. Nếu vị này xưa kia sống chân thiện, không gây oán giận, thì sau khi hết chức sẽ không phải nhận những quả báo bất thiện. Đạo lý này thì không phải bàn cãi. Ngày ngày bạn nghĩ gì, làm gì tương ưng với người như thế. Vì vậy, tự tu dưỡng tâm sẽ giúp tâm định tĩnh, để có ý niệm sống thiện lành, là hạt giống nuôi dưỡng tâm thức,
tránh tạo án giận với chúng sanh. Khi vận bạn suy, dù oan gia trái chủ có đến, bạn cũng có sẵn tâm thức chân thiện, biết cách chuyển hóa, biết phương pháp điều phục. Không chỉ trả nợ nghiệp duyên mà còn có thể tạo ích công đức. Người mà có tâm ý thiện, tự sản sinh ra khí trường vững mạnh. Người biết mở lòng thông cảm, tự khắc gia đạo sẽ an hòa, không thể nào bị yêu ma linh giới quấy nhiễu. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.